Tối hôm qua thì anh Tùng đã có cái sự đề nghị là nhất tập một vài cái đoàn hệ thống cấp cao, tức là những đoàn cặp cổ hay là những đoàn đánh tương đối cao. Thì hôm nay thì tập một vài đoàn cặp cổ để làm sao kiểm tra thì sẽ có được cái phù hợp kỹ năng có thể ứng dụng được. Đây là một vài đoàn chân ở trong cái môn phái của Việt Nam, hệ thống cấp cao của môn phái của Việt Nam. Để thực hiện đòn chân á, thì Nhất sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình tập tiếp đất. Đây là cách mà để khi mình bay đòn chân xong á, mình té xuống một cách an toàn. Bước 2 là mình tập chậm. Sau khi bước 1, bước 2 thành thạo rồi, mình bước thứ 3 thì mình bay lên luôn. Nó từng nhịp nhỉ. 1, 2, 3. Đó. Khi mình quen rồi thì mình nâng độ khó lên một xíu. Là từ đây mình ngã xuống luôn. Trên cao ngã xuống, đừng để bụng chậm thở. Hít hơi sâu vào, hít hơi vào. 2, nín hơi, đi, 3. Lạm thảm. Đó. Bây giờ mình cũng ngã xuống nhưng hai chân bắt chéo lại thế này. 1, 2, 3. Chéo, chéo chân, đưa chân trái lên chân phải. Rồi bắt đầu, có hai tay lên. Mình xoay một vòng, bắn dốc chéo chân, chít chắc lên. Thả một tay. Nín hơi. Rồi, lăn một vòng. Lăn tròn. Lăn một vòng nữa, chít chắc lên. Chắc lên. Rồi. Bỏ một tay phải trái ra. Đúng rồi, giai đoạn thứ hai. Mời lại là chúng ta đá cạnh giảm đà chân trái cách bạn một khoảng mũi bước chân, cách khoảng mũi bước chân, nâng chân phải lên, móc chân vào cổ bạn. Thì bên này sẽ hỗ trợ mình bằng cách chúng ta nâng đây để giảm được rơi xuống. 2, tung người lên, khi chân lên cao chúng ta chồm tay xuống phía đất liền. 2. Rồi 3, đi hết, xoay một vòng tròn, lăn, hít đất, nâng tay chém bụng, kết thúc rồi. Giảm đà, ngửa lòng bàn chân một xíu. Đá cạnh chân phải lên. Rồi. Đúng rồi. Móc tung chân, hai tung chân. Tung người lên, hít đất. Móc tung chân, đung chân, móc chân lại, đan lại. Rồi, lăn một vòng. Hai vai trái, lăn, mạnh. Chồm lên, chồm người lên. Kết thúc. Ngày kiểm tra kết quả đang đến gần. Khả năng tiếp thu môn Vô Vi Nam của Duy Nhất lúc này cũng đã tiến triển hơn nhiều. Trải qua những ngày luyện tập những cái đòn thế cũng như là những cái kỹ thuật của môn Vô Vi Nam, và giờ đây trong con người của Nhất cũng đã có chảy một ít dòng máu của Vô Vi Nam. Hôm nay chúng ta cũng có một cái sự tiếp đón là anh Tùng và Nguyễn Trần Duy Nhất trên quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để phát triển cái con đường võ học. Thì anh Tùng và anh Trần Duy Nhất đã đến và tập Vô Vi Nam một cái thời gian. Chúng ta cho một tràng pháo tay để quan nghi. Đầu tiên cho con xin phép được cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho con và chú Tùng có cơ hội đến gần hơn với Vô Vi Nam, học hiểu rõ hơn về cái bản sắc võ thuật của dân tộc Việt Nam mình. Cho con một lần nữa xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì Nhất sẽ thực hiện lại những cái kỹ thuật mà huấn luyện viên đã hướng dẫn cho Nhất. Thì cũng cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà bản thân Nhất là một người tập luyện võ nên là rất là hào hứng và sẽ cố gắng hết sức mình của mình để có thể không làm phụ lòng của các thầy. Theo như sự chia sẻ của võ sư Nguyễn Văn Sen, bài kiểm tra dành cho Duy Nhất ngày hôm nay sẽ có hai vòng. Vòng 1 là về chuyên môn và vòng 2 là về đối kháng. Trái lên, thủ, phản đòn, đấm thẳng vào mặt, hít, phản đòn, đấm móc vào mặt, phản
viên đoàn đấm lao vào mặt. Tính. Bạn đoàn đá tạt vào đầu. Kiếm tạo hoàn thân. Tính. Kiếm thần độc mệnh. Tính. Về bên thi kỹ thuật thì cơ bản Duy Nhất cũng nắm được một số các yếu tố chính trong đoàn cơ bản qua những cái đoàn phản thế bằng đoàn tay, đồng thời vũ khí bằng kiếm và cuối cùng là cái đoàn chân. Thì nói chung là đánh được so với những cái ngày tập đã qua đó thì có phần kém hơn. Có thể là do cái dùng sức quá nhiều và thứ hai là khi thi thì tất nhiên là bị áp lực về tinh thần. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là cái bài quyền thì phải đi lần thứ hai mới đạt. Ở trong cuộc thi cho phép được thi được 3 lần. Tức là nếu mình quên thì mình được quyền thi 3 lần. Thì lần thứ 3 mà không đạt được thì là coi như là không đủ. Nhưng mà lần thứ 2 đã đạt được. So với cái thời gian học đó trước thì các phần thể hiện ra là có một cái sự tiến bộ hơn. Về phần thi thứ 2 là phần thi đối kháng. Thì phần thi này có đánh giá trong vòng 1 phút. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải áp dụng được kỹ thuật vô Việt Nam mới được tính là cái số điểm thắng. Nghiêm lễ, lễ, xe đôi nhau, nghiêm lễ, lễ, thể thủ, đấu. Sau trận đấu của Nhất và em Toại thì chúng ta cũng thấy rằng Nhất là do kỹ năng tập nhiều môn võ, do kỹ năng là cái phát đòn rất là tốt nhưng ít có thể hiện cái kỹ thuật của vua Việt Nam. Cái quan trọng trong đối kháng vua Việt Nam là phải thực hiện được những kỹ thuật trong vua Việt Nam. Qua cái cuộc soi gương hôm nay thì có đánh giá được 6 phần là của Nhất và 4 phần là của Toại. Sau những ngày phút tập luyện đây rồi thì chúng ta phải chia tay để mỗi người về mỗi việc trong xã hội. Võ học là biển lớn, học bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà với tinh thần vua Việt Nam đó là con người ta sống trong sạch, cao thượng. Để làm gì? Để giúp ích cho đời, để đạt tới cao độ của nghệ thuật, để phục vụ dân tộc và nhân loại. Hai cái
sống và cái phục vụ đó là cái điều rất tốt. Thì cái chương trình Con đường võ học là một chương trình rất hay. Chúc cho chương trình Con đường võ học sẽ tiến bước hơn nữa. Xin thay mặt Con đường võ học và cháu Duy Nhất cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe luôn luôn dồi dào. Cảm ơn. Con đường võ học luôn luôn tạo những tình huống bất ngờ, luôn luôn có những kỳ thú, và hy vọng rằng các bạn đồng hành cùng chúng tôi để đi tìm nhiều sở trường nữa trong cái nền võ học bao la của ở Việt Nam.